Hello, xin chào quý anh chị và các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với talk show của Rui và Steve Mình là Steve đây, hôm nay là thứ 2, 6 tháng 2, cũng là thứ hai đầu tiên của tháng à, Trước tiên thì Steve xin chúc anh chị một tuần làm việc à, hiệu quả à, của Chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ là tháng 2 à, Có phải là một tháng à, bùng nổ của thị trường crypto hay không? À, thực ra bởi vì đây, à, cái câu hỏi này đặt ra ấy là bởi vì à, Theo Thống kê kể từ khi mà Bitcoin à, bắt đầu giao dịch từ năm 2013 đến giờ bắt đầu chúng ta có các cái thông tin ở trong thị trường giao dịch tự do thì à, đến bây giờ chúng ta đã được à, 10 à, 10 năm rồi, 10 năm và 10 tháng 2 đã trôi qua thì trong đó chỉ có 2 tháng là thị trường giảm giá còn lại 8 tháng 8 tháng 2 của 10 năm Bitcoin được giao dịch ở trên thị trường tự do thì đều là những tháng Bitcoin tăng trưởng trong đó thì tháng 2 năm 2013 là cái tháng mà Bitcoin tăng trưởng mạnh nhất với cái mức độ tăng trưởng là 61,77% và và lý do tại sao chủ đề hôm nay Steve nói về câu chuyện tháng 2 là bởi vì thấy có một cái sự tương quan khá là thú vị thường quan khá là thú vị à, giữa tháng 1 và tháng 2 của năm 2013 và tháng 1 và tháng 2 của năm 2023. À, mọi người có thể thấy là à, theo cái lịch sử thống kê thì ngược lại của tháng 2 đó tháng 1 lại là một tháng rất là à, xấu của Bitcoin với tất cả là 6 lần, đó, 6 lần hơn 50% à, trên 10 lần thống kê ở thị trường thì đều thị trường đều là thị trường giảm giá khá là mạnh. Nhưng mà trong đó chúng ta thấy là cũng có những cái lần mà thị trường tăng giá mạnh. Ví dụ như là năm 2013 thì tháng 1 nó tăng 44,05%. Và tương tự như vậy thì đến mãi đến tận năm 2013 là năm nay. Thì chúng ta mới thấy có một cái tháng 1 tăng trưởng mạnh mẽ như vậy. À, với cái mức tăng trưởng là 38,23%. Nó gần gần với cái mức tăng trưởng của năm 2013. Và tương tự ở cái năm 2013 đấy thì chúng ta thấy rằng là tháng 2. Uh, nó tăng trưởng một cái mức rất là mạnh mẽ là tiếp tục tăng trưởng 61,77%. Đó. Thì câu hỏi đặt ra đúng không? Theo xác suất thống kê chúng ta cũng thấy được rằng là uh, cho đến bây giờ thì lợi thế đang nghiêng về phe bò. Và cái xác uh, suất rằng là tháng 2 chúng ta sẽ tiếp tục là một tháng xanh và có thể nữa lại là một tháng xanh khá là đẹp với cái mức tăng trưởng uh, từ 40 đến 50% từ 40 đến 50% vẫn là một cái mức tăng trưởng rất là đẹp của Bitcoin đúng không ạ? Thì đấy là một cái xác suất có thể xảy ra theo cái thống kê. và chúng ta thấy nó nó khá là thú vị. và ngoài cái thống kê đấy thì Steve sẽ chia sẻ với mọi người thêm một số thông số khác nữa mà chúng ta thấy là có thêm cơ sở có thêm cơ sở để có thể hy vọng được rằng là chúng ta có một tháng 2 tương tưng bừng có một tháng 2 của năm 2020 23 tương bừng à, Trước tiên thì cái biểu đồ này à, Cái biểu đồ này thì Steve đã chia sẻ với mọi người khá là lâu rồi Ở trên Telegram Và nói rằng là đây là một cái kịch bản Rất là khó chịu cho anh em trader Kịch bản rất là khó chịu cho anh em trader Bởi vì là nó sẽ overbought quá mua liên tục Và không có một cái đợt điều chỉnh nào Gọi là điều chỉnh xứng đáng Để anh, anh chị em trader có thể có điểm vào đẹp Để có thể giao dịch được Đó à. Năm 2019 nó đã xảy ra điều đó. đó mọi người có thể thấy ở đây, mình đã đánh dấu cái năm 2019 ở khu này. Đây, năm 2019 đây, chúng ta có thể zoom vào năm 2019. Đó, mọi người thấy nguyên cái vùng này đúng không ạ, làm cái vùng điều chỉnh rất là khó chịu của Bitcoin bởi vì theo tất cả những anh em mà chỉ cần biết một ít phân tích kỹ thuật thôi cũng thấy rằng là đây là một cái nêm tăng ở trong xu hướng tăng với cái đỉnh sau cao đỉnh trước nhưng không cao hơn nhiều lắm nó thể hiện rằng là cái lực tăng đang giảm dần và lực bán đang tăng dần Đấy, tuy nhiên rằng nó không điều chỉnh nó không điều chỉnh một cách xứng đáng để anh chị em trader có thể có cơ hội được vào lệnh nó điều chỉnh rất là nông và ngay lập tức có lực rất là mạnh và đẩy thị trường FOMO lên rất là xa cụ thể cụ thể chúng ta có thể đo một chút nó kể từ khi mà thị trường có cái cây xanh đầu tiên đến khi mà lên đến đỉnh thì mọi người thấy không ạ? Thị trường tăng gần như là là 2,5 lần. Đó, 236%. Với cái mức tăng là từ 4.000 đô. lên lên gần 14.000 đô. Mức tăng cực kỳ lớn. với cái mức tăng như vậy ấy thì uh, tương đương với thị trường hiện tại chúng ta thấy Bitcoin có thể lên đến cái vùng là gần 40 50 000 đô Đó. Bitcoin có thể lên được cái vùng gần 40 đến 50 000 đô được thì uh, đấy là cái kịch bản mà mình nói rằng là gì ạ nó sẽ rất là khó chịu cho anh em trader nhưng với những người với những anh chị em mà gọi là rất là tin tưởng vào thị trường và vẫn tiếp tục DCA trong cái khoảng thời gian thị trường downtrend vừa rồi thì đấy lại là một cái thành quả xứng đáng cho họ à, một cái thành quả xứng đáng cho họ đây à, cụ thể so sánh mọi người có thể thấy đây đúng không ạ à, cái cách để mà hình thành đáy của hai cái chu kỳ năm 2019 và 2023 vừa rồi nó cũng khá là giống nhau à, với cái mô hình là mô hình hai đáy thực ra đây đây ở đây người ta gọi là mô hình Adam và Eva nó là biến thể của mô hình hai đáy à, Adam thì nhọn mà Eva thì tròn thì mọi người cũng thể tự hiểu đúng không Adam thì nhọn Eva thì tròn thì cái mô hình hai đáy này nó đã xuất hiện vào khi mà tạo đáy của năm 2019 và mô hình hai đáy này nó cũng đã xuất hiện trở lại và khi tạo đáy năm 2023 này đấy, thì ở đây đúng không chúng ta có một kỳ vọng rằng đây đang là cái vùng số 1 tương đương cả cái vùng số 1 của năm 2019 chúng ta sẽ có tiếp tục thị trường tăng lên vùng số 2 và vùng số 3 đấy, thì đấy là một cái kịch bản đấy là một kịch bản và cái kịch bản này thì nó ủng hộ cho cái xác suất thống kê rằng là tháng 2 là một tháng xanh của thị trường đó, tháng 2 là một tháng xanh của thị trường với những cái thống kê trước của những 10 năm trước đó tháng 2 có rất lớn vẫn làm tháng xanh và đặc biệt với sự bắt đầu của tháng 1 là cái tháng mở đầu của năm 2023 đã làm thị trường xanh rồi thì tháng 2 cái xác suất là tháng xanh lại còn lớn hơn nữa Đó tiếp đến thì uh, chúng ta thấy các cái chỉ số khác như là chỉ số LOPL uh, của năm 2019 của cái đợt năm 2019 và đợt 2023 vừa rồi nó cũng khá là giống nhau uh, nó cũng là cái vùng tạo đáy rồi uh, tất cả các thứ thì lại vẫn là đúng không, ạ? vẫn là kịch bản như thế này uh, người ta vẫn vẫn đang gọi là hy vọng chúng ta sẽ có một kịch bản như này với những cái dữ liệu vừa rồi Đồng thời một số cái thông tin khác Ví dụ như là MACD của cái nến 2 tuần Thì cũng đã thấy cắt lên rồi Và tất cả những lần cắt lên Thì đều là những lần tăng trưởng trở lại thị trường Ví dụ như là cái đợt Dow Gen của năm 2015-2016 Rồi Dow Chain năm 2019 Và bây giờ chúng ta có năm 2023 thì cũng một lần nữa Đã cắt lên và mọi người thấy lần này là Cái MACD nó đi rất là sâu Đúng không? Hai đường MACD đi rất là sâu Thì cái đợt tăng trưởng trở lại Lần này nó có báo hiệu một cái lần gọi là tăng trưởng có thể còn mạnh mẽ hơn những cái lần trước đó và một cái dấu hiệu rất là phổ biến nữa gọi là rất là nổi tiếng mà mọi người hay 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 xem đó là cái giao lộ vàng đó, giao lộ vàng giữa cái đường MA50 và MA200 thì đến hiện tại đường daily của MA50 và MA200 đã cắt lên rồi đó, đang gần như là khẳng định chắc chắn sẽ cắt lên thì đây là một cái dấu hiệu để cho thấy rằng là thị trường sẽ tăng trưởng trở lại Đây là những cái dấu hiệu mà tiếp đến thì chúng ta có một cái thông tin nữa à, thông tin này thì nó ra ngay đầu tháng 2 này ngày 31 tháng 1 À, mình muốn chia sẻ kỹ hơn một tí, thành ra là mình mới làm ở trong cái video này. thì à, trước đây vào tháng 11 năm ngoái chúng ta có một tin xấu ở cho thị trường crypto, đó là một cái dự án về cái thư viện cộng đồng à, phi tập trung là lbri à, với cái token là lbr nghĩa là lbr á. thì cái token đó bị sec à, bị Ủy ban chứng khoán hoa kỳ kiện và um, trong một cái phán quyết của tòa án vào tháng 11 năm 2022 thì đã phán quyết rằng đây là cổ phiếu. Phán quyết rằng đây là cổ phiếu và từ đó uh, có rất nhiều các cái tin xấu và nó cũng ảnh hưởng đến cái vụ kiện giữa Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ hiện tại và cái đồng Ripple XRP bởi vì nó cùng một cái case study, cùng cái việc là uh, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ kiện một cái dự án crypto trong cái việc mà bán cổ phiếu mà chưa xin phép. Bán cổ phiếu trái phép. À, thì SEC vào tháng 11 năm ngoái đã chiến thắng một cái vụ kiện như vậy à, với cả cái dự án là LBRI à, Thì à, cái đợt đó thì thị trường khá là là ảm đạm bởi vì là cái tin này nó trở thành một cái án lệ xấu cho cái việc mà SEC tiếp tục kiện các cái dự án khác ở trong cái không gian tiền điện tử không gian crypto. Bởi vì hầu hết những cái dự án lớn bây giờ thì đều đã có một cái cuộc gọi vốn ICO vào năm 2017 hoặc là trước đó, bởi vì đợt đấy thì ICO là là cái phương thức gọi vốn phổ biến nhất của các dự án crypto. Thì nếu mà cái việc mà kiện này, việc kiện của SEC là bất cứ dự án nào ICO xong thì cả dự án đó đều là dự án không được phép hoạt động tiếp, bởi vì nó đã là dự án phát hành cổ phiếu trái phép. Thì rất may mắn rằng là đầu năm nay Cuối năm ngoái, đến 31 tháng 1 năm ngoái thì chúng ta có một cái phán quyết lại của tòa án bởi vì là uh, cái dự án LBRI thì họ đã kháng cáo đúng không? và có vẻ như họ đã kháng cáo thành công. Đó là một cái tin rất là vui bởi vì uh, cái phán quyết mới của tòa án ấy, thì họ chỉ nói rằng là những cái đồng token được bán một cách trực tiếp ở trong cái sự kiện ICO thì mới bị coi là chứng khoán còn tất cả những đồng token sau đó được giao dịch ở trên thị trường tự do ví dụ như là giao dịch ở trên các cái sàn phi tập trung hay là giao dịch ở trên các sàn tập trung thì không có đủ chứng cứ để mà coi đó là một chứng khoán nghĩa là dự án vẫn tiếp tục có thể hoạt động và họ sẽ thu nhỏ cái đối tượng để mà tiếp tục gọi là kiện cáo nhau ở trong cái đoạn là chỗ token mà đã được bán dưới cái uh, sự kiện ico thôi bán trực tiếp dưới sự kiện ico thì những cái token đấy bị cho vào kiểm soát và uh, làm việc tiếp còn tất cả những token còn lại thì vẫn hoạt động bình thường và vẫn không có đủ bằng chứng để mà nói rằng là những token mà đang giao dịch ở trên thị trường tự do hiện tại uh, bị coi là các cái token gọi là cổ phiếu gọi là chứng khoán À, chính vì vậy nên thì uh, cái này cũng làm cái tin rất là tốt cho toàn bộ cộng đồng thị trường crypto uh, và cũng là tin tốt cho cái vụ kiện của xrp và ủy ban chứng khoán hoa kỳ uh, thì uh, với cái án lệ này thì rõ ràng cái việc mà ủy ban chứng khoán hoa kỳ tiếp tục uh, theo đuổi vụ kiện với cả ripple sẽ bị thu hẹp lại thu hẹp lại đến cái đợt gọi là phát hành cổ phiếu uh, phát hành token lần đầu tiên ra cộng đồng của cái dự án ripple đó thôi đó, những cái uh, token được bán ra đầu tiên thì mới nằm ở trong cái uh, gọi là phạm vi ở trong của cái 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 cuộc uh, uh, kiện cáo đó và toàn bộ dự án thì vẫn hoạt động được bình thường. Tất cả những token mà chúng ta đang giao dịch ở trên Binance, ở trên Coinbase hay là giao dịch ở trên các sàn phi tập trung thì đều được phép giao dịch một cách bình thường. Nó vẫn là token, nó không có một đủ chứng cứ gì để coi đấy là chứng khoán cả đó thì mình nghĩ đây là một cái tin rất là mừng cho cộng đồng thị trường crypto bởi vì năm ngoái cái tin rằng là SEC thắng kiện là một cái tin rất là là buồn và mình cũng nhớ mình đã chia sẻ cái tin đấy một lần ở trong một cái thóc sâu ngắn với cả mọi người rồi rất may rằng là bây giờ sau khi kháng cáo thì họ đã kháng cáo thành công và chúng ta vẫn có đủ cơ sở để tin tưởng rằng là là trong cái thời gian tới thì sẽ có nhiều bằng chứng nhiều các thứ hơn để mà có thể lật lại được cái vụ kiện này Đó. và đây cũng làm cái án lệ rất là tốt để cái vụ kiện Ripple có thể có nhiều cơ sở hơn để có thể chiến thắng Đó. và mình cũng cũng mình không phải là anti fan hay là mình không phải là fan trung thành gì nhưng mà mình rất hy vọng rằng là cái dự án dự án Ripple XRP họ sẽ giành được chiến thắng chung cuộc với cả ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ bởi vì đó là một case study rất là lớn và nó đem lại cái niềm tin cho cái thị trường này rất là nhiều à. À, một cái thông tin nữa mà mình chia sẻ là twitter à, twitter thì mọi người biết rằng là cái người mà mua lại twitter chính là elon musk mà elon musk là ai elon musk chính là founder của paypal thì à, với cái kinh nghiệm của ông trước đây trong những cái nền tảng à, thanh toán thì Elon Musk đang muốn biến Twitter thành một cái super app, siêu app Và trong đó nó sẽ bao gồm tính năng thanh toán Và cụ thể ở đây là sẽ có thể cho cái người dùng có thể thanh toán bằng các cái đồng crypto Liên quan như là Dogecoin hay là Bitcoin Và thực ra thì Twitter cũng đang thử nghiệm cái phương thức thanh toán đấy rồi Bởi vì là trên các cái tài khoản Twitter quốc tế ở Mỹ cụ thể là Twitter của Mỹ tài khoản Twitter của Mỹ thì đều có thêm cái nút Donate Đó, có thêm cái nút Donate ở đây nhưng mà nhưng mà hiện giờ của mình đang ở Việt Nam mình đang không hiện cái tính năng Donate đấy nghĩa là chúng ta có thể Donate cho cái người sản xuất nội dung ở trên Twitter bằng crypto được bấm vào ở đây mà nếu họ bật tính năng Donate thì mình bấm vào là Donate được nghĩa là nó gần như là một cái phiên bản thử nghiệm của cái câu chuyện là tính năng thanh toán ở trên Twitter đó. thì ở trong tương lai nếu mà Twitter trở thành một cái super app thì mình nghĩ rằng nó đã trở thành nó sẽ trở thành một cái super app cực kỳ lớn đó. nó sẽ bao gồm cả cái tính năng mạng xã hội như bây giờ nó sẽ bao gồm cả những cái tính năng thanh toán đó. rất là quan trọng ở trên đó và, và và với cái kinh nghiệm của Elon Musk thì chắc là cái điều đó nó không sớm thì muộn thôi nó cũng sẽ thành công Đúng không? bởi vì với kinh nghiệm của ông thì điều hành những doanh nghiệp cực kỳ lớn đồng thời là kinh nghiệm ở trong cái mảng thanh toán trực tuyến paypal là một cái ông khổng lồ đầu tiên ở trên cái việc mà thanh toán trực tuyến rồi à, thì cái việc mà biến twitter trở thành một cái super app với cái tính năng thanh toán à, trực tuyến mình nghĩ rằng nó rất là khả thi à, một cái nữa là cái câu chuyện gen ai gen ai thì cái gen này à, mình nhớ đầu tháng 1 mình đã từng xe cả mọi người một cái à, cái 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 chen về ai rồi Để mình sẽ lại cho mọi người đây đây là cái bài post Đó, đây là cái bài post của mình đây là cái bài post của mình về cái chen ai và cái này ở trên coin market cap nó cũng có một cái phần lọc riêng rồi nên mọi người lên coin market cap mọi người gõ AI và Big Data Token là mọi người có thể tìm được một cái list tất cả những cái dự án mà đang làm ở trong cái mảng AI và Big Data thì cái cái thời điểm mà mình share cả mọi người cái list đó thì bây giờ nó đã thay đổi khá là nhiều ở trong đó ví dụ như là trong cái top 10 thì nó có cái đồng gọi là Singular thì cái đợt mình share cả mọi người là cái đồng đấy mới chỉ là 0,05 đô thôi 0,05 đô còn bây giờ thì sao ạ còn bây giờ thì thì gần như là cái đồng đó bây giờ nó đã tăng tăng trưởng à, đến là bao nhiêu ạ đến à, 0,4 đô gần 10 lần này mọi người đây này cái đợt mình xe là mùng 9 tháng 1 thì mới hiện cho tới hiện tại được 30 ngày và không chỉ đồng đó đâu mà là tất cả những cái đồng coi nằm ở trong cái mảng à, AI và Big Data thì đều có tăng trưởng rất là mạnh mẽ thì cái lý do tại sao nó à, chắc là mọi người cũng không lạ gì chat gpp thì nó được microsoft à, đầu tư hàng tỷ đô và và ngày 23 tháng 1 vừa rồi vừa mới à, công bố một cái à, chương trình hợp tác mở rộng chương trình hợp tác mở rộng à, chuyên sâu hơn với cả microsoft à, và cái cuộc chạy đua này thì hai ông lớn nhất ở trong làng công nghệ là microsoft và google đều đang chạy đua và gần đây nhất thì Google công bố đầu tư 300 triệu đô Đó. Google công bố đầu tư 300 triệu đô vào một cái công ty về một cái startup về ai về trí tuệ nhân tạo Đó. thì với cái cuộc đua này mình nghĩ rằng nó mới chỉ khởi động thôi mới chỉ làm nóng thôi đó, mới chỉ đầu tháng cho đến bây giờ chúng ta đã thấy thị trường nó tăng trưởng một cách là gì ạ khá là mạnh mẽ với những cái đồng coi liên quan đến ai và big data Đó. nếu mà nói thì chúng ta có thể thấy rằng là toàn bộ cái market cap của những cái đồng coi ai và big data trong cái uh, tháng vừa rồi nó đã, đã tăng trưởng hơn 100% trăm phần rồi Đó. nhưng mà nhưng mà mình nghĩ tất cả nó chỉ là mới, mới là bắt đầu thôi Đó nếu mà đánh theo chen ấy, thì mọi người hoàn toàn hoàn toàn có thể ai nhanh nhạy có thể uh, xem đúng không ạ xem và lựa chọn cho mình một số cái đồng AI với data mà đáng tin cậy để mọi người có thể đầu tư uh, còn hỏi tư vấn thì đương nhiên mình nhìn cứ nhìn những cái đồng coi top ở trên này uh, Những như đồng coi top vốn hóa cao mình sẽ xem lại tìm điểm vào nếu mà thị trường có điều chỉnh nó còn bây giờ thì không phải là cái thời điểm vào cái thời điểm mà mình chia sẻ mọi người hồi đầu tháng 1 mới là cái thời điểm vào lúc đó thì tất cả thị trường nó vẫn còn đi ngang và một danh sách tất cả những cái AI coi lúc ý thì chưa có đồng nào nó tăng trưởng cả đó, thì lúc ý mới là cái điểm vào đẹp còn bây giờ với những cái sự tăng trưởng mà lên đến sáu bảy trăm trong một tháng vừa rồi thì thì chúng ta chưa phải là cái thời điểm đẹp để chúng ta có thể vào những cái đồng AI này À, lúc nãy thì cũng chia sẻ với cả mọi người một cái video đúng không? một cái video về là nếu mà chính phủ à, họ cố tình tấn công vào cái mạng lưới bitcoin thì sao? ví dụ như là tấn công 51 phần trăm chẳng hạn thì à, có một cái video à, video của à, nhà truyền đạo chúng ta có thể gọi là nhà truyền đạo rồi Andrew, Andreas Andreas là nhà truyền đạo của bitcoin à, ông trả lời câu hỏi này khá là lâu khá là lâu rồi Uh, trong một cái buổi gọi là buổi conference thì uh, có một người đã đứng lên hỏi rằng là nếu mà một chính phủ họ cố tình muốn tấn công và phá hoại cái mạng lưới bitcoin thì điều gì sẽ xảy ra thì mình sẽ tóm tắt một chút thực ra video có 2 hai, hai phút thôi có thể nói còn dài 2 phút thì ariad nói rằng là gì uh, nếu mà một chính phủ muốn tấn công để và phá hoại và một, uh, phá hoại cái mạng lưới bitcoin ấy, thì sao thì như thế này uh, trước tiên bởi vì hiện tại Uh, Bitcoin đã đã gọi là gì ạ? đã đạt được một cái sức mạnh uh, mạng lưới cực kỳ lớn rồi. Uh, với cái hash rate tất cả những thứ mà mình vẫn hay chia sẻ với mọi người nghĩa là cái sức mạnh tính toán của những cái máy tính mà đang tham dự vào cái việc xác thực, uh, vận chuyển và vận hành cái mạng lưới Bitcoin ấy, nó đã lên một con số rất là khủng khiếp. Nó khiến cho không một cái quốc gia hay một nhóm quốc gia đơn lẻ nào có thể Uh, hợp tác tức thời Để có thể tấn công mạng lưới Với cái phương tấn công là 51% được uh, Điều này thì nó đúng với bitcoin nhưng mà đương nhiên với những cái đồng coin nhỏ hơn với cái sức mạnh tính toán thấp hơn thì họ vẫn có thể tấn công nhưng bây giờ chúng ta đang nói về bitcoin thì nếu mà muốn tấn công bitcoin như vậy họ sẽ phải huy động và họ cần một cái sự phối kết hợp giữa những cái gần như là những cái bộ tư lệnh công nghệ thông tin của những quốc gia lớn nhất trên thế giới hợp tác lại với nhau để huy động một cái lượng máy tính một cái sức mạnh tính toán đủ lớn để có thể tấn công vào cái mạng lưới bitcoin và theo ước tính thì nó tốn hàng tỷ đô và với hàng tỷ đô đấy thì họ làm được gì? Họ chỉ nhận được làm gì? Họ làm nghẽn cái mạng Bitcoin trong một block. Trong một block mà một block nó khoảng độ 10 phút. Thì sau 10 phút đấy toàn bộ hệ thống lại tính toán lại. Và nếu mà họ muốn tiếp tục tấn công, họ lại tốn hàng tỷ đô nữa để tiếp tục tấn công và làm chủ block tiếp theo của Bitcoin. Nghĩa là mỗi 10 phút là gần cả tỷ đô. Thì với cái việc như vậy, đúng không ạ? và họ làm chủ được gì họ chỉ làm chủ được cái transaction tiếp theo họ có thể double spend một cái transaction nào đó ở trên cái mạng lưới bitcoin tại thời điểm họ làm chủ thôi và như thế nó không đáng gì so với việc hàng tỷ đô họ bỏ ra để họ làm chi phí tấn công mạng lưới cả và một cái điều vui nữa là nếu mà họ sử dụng cái hệ thống tính toán vào máy tính đó hàng tỷ đô đó để mà tấn công thay vì để tấn công mạng lưới bitcoin mà dùng hệ thống đấy để tham dự và đào bitcoin thì khả năng họ sẽ còn kiếm được lời vì vậy nên nói một cách gọi là có lý trí thì không một ai không một cái quốc gia nào sẽ bỏ ra từng đấy tiền từng đấy sự phối hợp để mà tấn công để để đem về một cái lợi ích rất là nhỏ như vậy họ không thể đánh sập được cái mạng lưới bitcoin mỗi lần họ tấn công họ chỉ làm nghẽn mạng lưới được trong vòng 10 phút thôi không có một cách nào để mà làm sập toàn bộ mạng lưới bitcoin cả Đó. kể cả mọi người nói đúng không? ví dụ những cái quốc gia mà lớn nhất thế giới trong cái việc mà đào bitcoin là trung quốc thì hồi tháng 5 năm 2021 chúng ta đã có một phép thử cực kỳ khủng khiếp rồi à, Năm 2022 vừa rồi chứ cũng không đâu xa À, chúng ta có phép thử cực kỳ khủng khiếp rồi là trung quốc à, cấm tuyệt đối tất cả những phong đào và khiến cho tất cả những phong đào phải tắt máy và di cư khỏi trung quốc à, và cái câu chuyện là cuối cùng à, mọi người cũng thấy đúng không ạ đến hơn một nửa hơn một nửa mạng lưới bitcoin bị tắt thì chúng ta cũng không thấy một cái vụ hack nào xảy ra rõ ràng cái việc hack đấy nó không hiệu quả nó không hiệu quả và nó cũng không khả thi để cho những hacker hay là những cái quốc gia mà có nhu cầu muốn tấn công mạng lưới bitcoin thực hiện cả bởi vì khi mà uh, mạng lưới Bitcoin ở Trung Quốc tắt đi thì cũng là cái lúc mà mạng lưới Bitcoin toàn cầu yếu nhất về cái sức mạnh tính toán thì rõ ràng đó là thời điểm thời cơ tốt nhất để họ tấn công nhưng mà không ai tấn công cả chứng tỏ là mặc dù, mặc dù đúng không ạ hơn 51 phần trăm cái sức mạnh tính toán của mạng lưới bị offline thì mạng lưới vẫn rất là mạnh và bây giờ thì sao bây giờ thì asset lại tăng lên một cái mốc cao mới nghĩa là toàn bộ những cái máy mà đã tắt nôm na toàn bộ những cái máy mà đã tắt ở trong cái đợt mà thanh trừng của Trung Quốc thì đều đã bật lại và thậm chí lại nhiều máy hơn nữa lại tha gia nhập về hệ thống. Đó. Thì uh, phép thử của Trung Quốc đã cho chúng ta thấy rồi gần như là bất khả thi trong cái việc mà tấn công và làm sụp đổ Bitcoin, kể cả nói về câu chuyện công nghệ hay nói về cái câu chuyện là về pháp luật cấm đoán và gọi là ban đúng không? đuổi ra khỏi cái, cái lãnh thổ Trung Quốc cũng không ăn thua. Đó. Thì uh, Đấy, đấy là những câu trả lời uh, cho những ai mà muốn hỏi là nếu mà chính phủ muốn tấn công hệ thống Bitcoin thì sao? À. Ok, thì đấy là cái thông tin mà mình muốn chia sẻ mọi người trong cái video ngày hôm nay. À, nếu mọi người thấy hay thì hãy cho Steve một like, một share và subscribe kênh Youtube. Và mọi người có thể join cái kênh Telegram của Rui và Steve ở trong cái phần mô tả của video. À, chúc mọi người một ngày làm việc hiệu quả, một tuần làm việc hiệu quả và hẹn mọi người trong những video tiếp theo.